Ở đây không nào chơi con đấy là làm cái dao cạo râu. Stone wall cần. Thôi đi, về anh em mình sẽ đi ra mấy chỗ mình chưa khám phá. À, à, có thỏ mà nếu có thỏ mà không có cà rốt đau thế, đỡ nhức khớp. Đéo ơi, đây rồi. Thỏ mới có thỏ ngu thôi. À em ơi, có đào được cái gốc của cà rốt lên không? Đâu không được đâu, cái đó là sau này tự trồng. Green cap là cái đéo này. Cà rốt sau tự trồng à? Động chỗ em đi rồi mà. Có cái hồ câu cá mà, hồ câu cá rồi trời. Anh bỏ cái đầu coi, như chưa kiếm được bên đó cái hồ câu cá luôn. Em đi hết khu này luôn, chưa thấy gì luôn anh ơi. Nãy phải. Mỗi map nó lại khác nhau em, mỗi lần khác nhau hết, tự tạo giống Minecraft vậy á. hồ câu cá chỗ em này, chỗ Đức Đức kìa em ơi. Thôi Ui, chứ cu lì đi nhìn cạnh nhìn. ấy à. Cu ly đi cạnh Ông đi ra kia. chơi nó không biết Bảo làm gì mẹ nữa. em đi xa 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 rồi. Cu ly đang ngay cạnh em kìa. Em đang ra chỗ anh. Phải liền sắc cu ly ấy. Đừng cướp đồ tôi. Con đồ đeo mà cướp. Ấy ấy. Ông kia đừng 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 có làm phiền mấy con. Rồi. Ra em ơi. Để em ra chỗ thỏ Mercy vậy. Chim no. Ấy trời ơi, ông Đức Đức phải lìn. Gì anh vô gì à? Anh em bẫy thỏ, Đức Đức có chạy ra. Bóp tim. Mày. Vãi con mây, sorry sorry sorry. Anh đang nào đây? Được rồi. Ôi ơi, thôi anh rồi dù Đức. xa vậy. Có chiếu không Đức này? Rồi, đây rồi. Ồ, có cá rồi. Em đang ở nơi rất là nguy hiểm. Ở đâu em? Cái vùng tentacle của anh. Ui, mày nhắc đến anh lại thấy sợ. Má ơi. Thế cần câu ở mục nào đấy nhỉ? File the science nhỉ? Cái ở chỗ survival. À, survival đúng rồi. Cái nào anh cảm giác nó liên quan đến sinh tồn mà anh search cái đó. Ừ. Ôi, bò này, bò này. Đức có mạng gì không? Ném anh cái Đức. Nó đây quá trời anh. Giờ anh bật tuột đủ thứ luôn. Ô hết máu này, what the fuck. Vì anh hết máu phải đang. Cho ổng bơm. Mình là ai, mình đang ở đâu? Fuck. Chân ếch nấu được rồi. Yeah. Nhiều quá. Ủa anh Hiệu. Ơi anh ơi. Tôi nghe nhỏ nhỏ vậy. Anh à? Anh có thế mà. Anh nghe tiếng Anh nhỏ rồi. Mạng vậy đâu Đức. Anh nói vẫn thế mà em. Anh có chỉnh gì đâu. Biết sao. Ui mọi người ta trông làm chỗ là. Ui mỗi di ca. Ui mẹ sáng quá mẹ không ra được.
mâm. Ấy, cu lì đừng ra, cu lì ấy, anh đang mẹ teo não rồi. Em lại sạch xa hả? Đấy, mày ra đây phát anh lại nhìn thấy quái vật rồi, thằng này. Đâu, mày đến tối mà, tối mà. Ôi, anh này nhiều tối thỏ. Ông này chết nè, nhặt không được cái rìu của ông mà. Hàng riêng rồi đó. Anh nghe cái rìu biết nói không? Có, anh nghe thấy từ nãy rồi. Em có mạng vậy đâu, Zaki. Mày nhờ đến trên sáng hôm sau đi, để em tăng cho. Zaria như là càng đánh càng mạnh mà. Má không đủ ấy để chế. Cú lì ông 100 thì cứu tôi phát. Ôi, sống rồi. Dạ, sống rồi kìa. Resurrected kìa. Ôi, hết lửa kìa. Anh một đống lượng gỗ luôn. Ôi mẹ, hạnh phúc vai đài. Cái gì vậy? Anh ăn ớt không? Đây nè. Ăn gì? Ớt, thịt ớt. Thịt ếch à? Dạ nè. Đây nè. Ui ma. Kìa, anh thấy ma kìa. Đi ghê quá. Nó đuổi cu lì sao ấy? Em sống rồi. Đứng ở xa lửa là ai cũng đuổi luôn. Này, cho cu lì này. Đấy. Cái gì anh? Cúc cơ mày, green cắt. Ôi mày ăn nay trừ máu ạ. Ôi, sợ lắm. Vãi, cho cu lì rồi. Cho cu lì ốc hôn vãi. Dạ, nó đến tìm cu lì kìa em. Xong mày rồi. Anh cho em cái... ăn xong rồi bảo bút máu. Sẻng đi. Cho cái gì em? Sẻng, anh có thiếu cái fling mình cho. Sẻng à? Đây, sẻng đây. Đấy. Hút tí rồi. Đây nè. Anh hiểu có mũ hoa không? Ui. Bấm con này mày. Đấy, bấm đúng. Mày. Anh Đức có mũ hoa hay sao? Đéo. Có cái gì? Em xin. Thôi, anh Đức cho em rồi. Đó là hồ một cá. Bây giờ ta săn nhện ha. Lên đó có quá trình nhện đúng không anh? Lên săn. Đây, ngon lắm. Đứng lên đây. Ủa mày ít. Ơi. Mày cứt anh mày đòi nhặt của anh. Đi săn nhện luôn vậy. Anh chế. Em cho anh cà rốt nè. Đó. Ngon. Để anh đi săn. Ui mẹ, cà rốt anh nhiều vãi. Anh nhìn thấy mẹ mấy con thỏ nó thành mấy con đéo gì rồi. Nó thành mẹ mấy con quỷ ạ. Ma miệng đéo gì. Rồi đã bị gì rồi. Ôi mẹ ông Mercy Boop full luôn. Bị ốc rồi. Bị ốc rồi anh, bị ốc rồi. Em bị ruột. Ôi mẹ không chặt cây nữa, mẹ đéo não. Mẹ ơi quá giật không à. Ơ cái con của cu lì chặt cây nhiều bị đéo não à em? Vâng, chặt cây hay quá giật làm gì nào. Anh đang đi kiếm nhện không? Đây, về trại lửa đi. Đây, nó ngay sau anh ạ. Đừng săn luôn. Anh kiếm chỗ làng heo đi, anh đi tiếp đi. Anh đây anh đang kiếm cách nào để cho não nó trừ, nó bớt, nó lên đi em ạ. Đưa đi kiếm nhện đi em, động. Ê, đi thẳng sang bên phải có nhện ấy, em vừa hồn ma, em vừa cảm phá xong. Đây là tentacle không à. Ra khi nhặt mạng nhện rồi anh. Ui. Hai cái tentacle luôn. Cá này ăn luôn. Má anh lấy cà rốt để anh cho con thỏ ăn. Má ông kia ra ông nhặt. Vậy. Chả biết anh em mẹ sống được bao nhiêu ngày.
rồi. Ôi, Đức Đức bị kill kìa. Bảo Mercy hồi sinh đi. Cầu hentai rồi. U như đầu vãi, nhưng mà không. Ôi, lại có Zero Never Die. Lin giết ếch ra mẹ ra giết ếch ra cà rốt là phải đéo à? Có đâu. Anh vừa giết có chết con ếch ra cà rốt. Có ếch tại nó đánh anh á, anh bị rơi đồ. Anh tưởng vậy thôi. À. Đó là đồ của anh mà. Này cà rốt này bố. Trời ông này cứu xong chết nữa thôi, không cứu nữa đâu. Có thích nói rồi. Nó rồi, xin nữa. Mercy đâu? Mercy đang đứng cạnh anh. Để anh ngoài vậy. Anh không biết đâu được, đi thôi ngoài đậu. Mưa. Đâu xem ra khi đứng đâu. Lên cái chỗ phòng đứt chết đó anh. Ông này em cứu một lần cậu chết nữa. Phải. Who start Pokemon? Đây lên đây nè. Ủa chỗ này trên xe cố em ơi, ủa vãi đái. Nhà có Mercy đéo sợ. Cái áo này anh ơi, anh lạnh nè có. Rồi anh có cần đấy, lạnh cho em, động anh đéo sợ lạnh em ạ, động. Anh sang mùa đông là anh được việc vãi đái, đéo cần quần áo của ai rồi. Đây nè. Rồi hồi đây. Có mang nhẹ em ra kia ném anh nhá. Ai đi kêu linh. Tao cu lì lại ám tao à? À không đâu mà em sống mà. Ông được chưa? Ai am ở lại. Ok, im ba. Con này bữa ấy mẹ. Free mom xây luôn, không im bóng hả? Ôi mẹ sang đây, tạnh mưa luôn, đời heo. Ui mẹ ai đấy? Ma đâu rồi? Không đây hả? Đứng đứng. Ma cứt. À nhẹ. Nhẹ lắm ơi. Đánh thôi mẹ, quẩy thôi. Đi cu ly, nhẹ này. Mũi à, cái chồng mũi gì cay nha. À, cắn khác. Em sợ chết bãi. Đánh. Nó sợ nó không dám vào. Ui, nhận 2 tấn nha anh phải. Ui mẹ, ngoài con vật chuột. Đánh nhau. Anh phải đánh giới á, anh phải đánh nhau ở ngoài cái biên giới nha. Ông chết nữa hả? Không, ai đâu. Cứu. Ok. Xuống đây. Ok. Ui. Tình sang nhau cái tù nhưng mà nó không quá. Ây. Yo. Ai lý thiêu linh mẹ. Máu. Anh có máu không? Không, anh vẫn có thể. Đi đâu rồi? Ây. Anh đi thiêu linh. Mercy ở đâu? Cứu Mercy. Ai đi chơi lên đi. Ai đi thiêu linh. Đâu rồi. Sợ vậy. À trong tối nhà đi xuống. Vãi vậy ok hồi máu cả bạch chuột. Tát phát mặt này. Anh đi đâu vậy? Đây anh lên nhặt cái này không? Đi. Sắp tối rồi em ơi. Cho anh đắc. Mạng cái đấy do mạng ai biết được. Có lửa không em ơi, chết rồi. Sao? Có lửa mẹ rồi. Lửa gì sai trời với ông này. Bái mày. Bái. Ôi, anh làm luôn. Sao anh làm đá? Ừ, anh hết rồi, anh hết cái nguyên liệu rồi. Ôi chết rồi, bận nào. Bái, Mercy chết rồi thì làm ăn gì? Ui, con ma ăn cắp lửa kìa. Đi. Đấy. Nào vậy? Ủa mày não, No. Khổ vui no. No. Ai người chết được. Sao Đức Đức chết hoài ấy? Biên mà cắn ấy. Mẹ Mercy còn chết nữa đi. Ôi anh gần hết não rồi em ạ. Động. Cầm não. Anh gần hết não, anh gần chết tiếp rồi. Não bé vậy. Tao người mới. Não bé tẹo.
anh cần đồ ăn gì anh cho bớt. Anh chả cần đồ ăn, anh chỉ cần hoa thôi. Nóng nóng quá, nóng quá. Ui bàn tay đó kìa. Đi. Được khiếp, mẹ nghe tiếng con kiểu kia sợ thế. Bất rồi luôn rồi. Ok rồi. Giờ đi khám phá chỗ mới. Đi xét nhẹ lấy đồ hồi sinh nhé. Nhặt lên. Ở đồ này. Rồi, đồ đi. Đồ của ông Mercy ấy. À, còn đồ này chỉ đi ông ta. Rồi nhặt luôn đi. Trời não anh mẹ anh bầu ảo tưởng của em ơi. À, có một đi chỗ, đi có anh dưới anh đây này. Bảo đi anh thật kia ra giết con nhện đi lấy đồ mà em không biết thấy. Ảo tưởng rồi. Thật. Anh ảo tưởng mẹ ơi. Thật phương liệt. Sắp chết anh rồi. Ông đi theo chết bã người á. Đồ mẹ em sắp hóa hung rồi. Hóa hung là hóa gì? Hóa mẹ gần người khổng lồ xanh ấy. Thằng ma không? Ma quỷ không? Mẹ anh nhờ tìm mấy con thỏ thành mẹ mấy con quỷ. Ô ma, oh my god. Đứng nhìn ngủ gật kìa, ôi anh đứng yên đi ngủ gật đấy. Đâu à, quay quay sang bên kia, quay. DJ à? Đi, 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 đi. Ok, ok. Ê. Ôi, nhìn anh. Đâu? Quay, hết rồi, hết rồi. Ôi, anh bị ngủ gật rồi, ra kia này. Ngủ gật chắc. Kiểu nó cứ lắc lư cái đầu ấy, đứng đứng yên nó lắc lư đầu, đậu. Xuống đây ăn thằng hóa trời nè. Ui, mang, mang, mang. Đâu, đâu, cho ra, cho ra. Đánh, 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 đánh. Ui, đi xuống. Ui. Ma quả quá trời luôn. Đánh, 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 đánh luôn. Quẩy luôn, quẩy luôn. Ôi, xuống. Mày điên rồi, mày nó đánh quái vật. Anh hiểu ý ra. Ma này. Ơi, não, não đang lên dần. Cố lên, đừng để chết. Đừng để ảo tưởng. Mẹ cái game nó cứ đau hết cả tai em ạ. Nghe tiếng thì thầm bên tai em anh nghe không? Đó kìa ù ù ù. Béo ơi, tôi đang bắt trinh nhé. Quái. Béo. Hóa quỷ có đánh được hai con chó kêu nhỉ? Ô mẹ nó đuổi em ạ. Nó đuổi cả anh nữa, hai thằng đều yếu à, não hai con. Ừ, mỗi con đuổi một thằng mẹ. Cái ông Nam Phu ấy cứ đi thông minh, mẹ bảo sao não cứ giảm vãi. À, ông đi ra đấy. Mày đi, mẹ. Mình đang đi nhặt hoa, ông cứ đi cạnh mình. Bó tay. Bị xua đổi quá. À, mình đang cần chết rồi, ông cứ đi theo mình. À, anh kêu ông Nam Phu xuống đây xuống nhặt lại. Có chỗ nào xin nào. Ờ, xin, xin sợ ca bè. Ôi! Chết à. Mẹ rồi! Ôi! À để em đánh đây! Cú lý solo! Mẹ mà đánh ra được mấy con đấy! Chết mẹ sắp chết rồi! Ui! Ui! 6 người luôn! Hai con ma! Mẹ bây giờ cả hai con đuổi em bút đỡ heo! May quá ai không bị đuổi! Tại vì gì dạng vãi! Ôi! Ủa mày não mày! Ủa mày! Não anh cao hơn mày rồi! Ui! Đến vùng đất này anh ơi! Chuẩn bị có heo rồi nè! Mày sướng rồi nha. Mày mày đứng đâu á? Xa ấy. Anh đi sao xuống đấy anh chết mất. Có 6 này anh, nhưng mà anh giữ. Chết rồi, mẹ còn 6 màu thì chết rồi. Ui mấy con heo ngu nè anh ơi. Đây 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 anh đang xuống hay nào. Hai vạch rồi kìa. Thôi xong rồi, chửa rồi, chửa rồi. No. Đẻ rồi, đẻ. Ồ nhiều heo quá. Đấy, chờ anh xuống với Jackie ơi. Xem nhà đứng đá. Cooly có gì bật bản đồ ấy nhìn nhá. Mẹ I am die rồi. I am die. I love friend. I love friend. Đeo hết. Ui chết bố rồi. Ờ cu lì đã mẹ. Nãy giờ anh chưa chết mạng ảo. Nhưng server có 6 ông 3 ông chết mẹ rồi. Server 6 đằng 3 đằng chết mẹ. À đấy có đá hồi sinh à. Có rồi ông đi heo em. Đâu 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 biết nữa. Đá. Đá hồi sinh. Bật bản đồ lên. Ra đây. Nhanh lên, não sắp teo rồi. Chúng mày ra đây nhanh đi. Mấy anh ở đâu ấy? À đây đây đây. Bật bản đồ lên, nhanh. Am coming. Đây, nhớ chỗ này nhá. Nhớ chỗ này anh đi đây.
Mẹ anh chạy theo ra. Đâu chỗ nào đấy? Đấy chỗ anh đang đứng này. Ok 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 ok. Nhìn mặt con mây ấy. Ông ma đi heo hoài. Xà thế. Được chưa, Uli? Đây em ra đây. Rồi. Oh. Dậy chưa? Rồi, I'm alive. Rồi. Đẹp thật đấy. Hình như được hồi sinh mỗi lần à? Đâu cái đá kia nó hồi là lại được tiếp. Ui, lấy hồn này, lấy hồn này, chế nguyên liệu. Mày lấy gì, mày lấy. Đó hồi chưa? Ui, em có hồn ma này. Anh hiểu lấy không? Không, anh lấy gì, anh đang đeo não. Kìa mày chỉ cái hồn ma đi, cái khu đi. Chỉ đây, đi, chỉ đây, đi. Đây. Trải mày chát đi. À, anh đúc vào đây. Ôi ôi. Đâu xảy ra đâu, cứu phát. Hoa này. Mẹ sấm sét. Ui mẹ giật cả mình. Tàng ma bị cởi. Ôi có giật mà. Đâu rồi? Đây anh. Đây anh đây. Đây anh trồng cây quá trời nè, anh thấy không? Đó. Nhổ cây cho mọi người khác đem mình trồng. Anh thấy không? Đó. Bây giờ mình phải lấy phân bón nữa cho nó lớn nhanh. Cụt não mày, anh đúc hồi xin anh ơi. Cụt não rồi. U mẹ nhện này. Hay quá. Để xem đấu được cái gì không? Cà rốt này. Sao hết mẹ hạn. Chạy xuống cho anh nha cu lý ơi. Nhà dưới này này. Vâng em đeo rồi. Ui. Nhện nhện kia, nhện kia. Đâu. Giết chết mẹ đây. Ui 20 máu. Đánh mẹ. No. Chuẩn bị vấn đề đi được rồi. À, có cái phân lưu. Cái phân lưu để làm gì ấy nhỉ? Anh còn hoa không? Không. Cái sáo ấy. Sáng hôm sau á, anh thả hoa ở dưới đường cho con heo nó ăn. Ăn xong rồi nó nhả ra. Giết con này đi em. Phải. Giết con này. Đây. Rồi. Mày. Anh em mẹ mở dương chuột trái chuột phải đấy mẹ, không em đập bố. Mở dương chuột trái chuột phải á. Nó nhớ anh lụm cho em cái dương này thì dương rơm phải không? Rơm á, tên nó là gì? Grass à? Grass chết đi, cái chết này. Đây grass đây. Anh thấy có nhiều bất thường không? Chắc đấy. Phải không? Đấy. Grass shop này. Này, cái gốc này, cái ngọn này. Đây em trồng cho. Em có cái mod này anh này. Anh hưởng một thử dương đi. Chuột ra chuột gì á? Cái trồng cây nó thẳng hàng hơn. Anh nhìn thấy mấy chỗ cây nè. À. Vậy là cái nồi nha. Đây. Chế nồi đi em. Anh em ta lại làm đầu bếp. Ôi thiếu đá rồi anh ơi. Sáng xong là đập đá đi. Đá, có đá mà. Anh có mà. Đâu, róc. 18. 9 đủ không? 9 đủ không? Chắc đủ anh đưa ra, đưa đi. Đấy. Rồi ok, không lần. Ui em có quà, có quà này. À cho quà. Ném đây Kuli cho anh. Ui ảo đẹp vãi, ui. Ui đồ này, đồ sạch. Ôi. Vãi, ảo đẹp vãi. Bác sao không nhìn gì nhỉ? Mẹ đức chơi lại à? Mẹ nãy giờ anh chưa chết. Anh giỏi. Mất bố cái áo rồi. Áo nào nữa? À, thẻ áo em màu đỏ. Đi ra coi. Em không chịu được ổng được. Ui, okay. Cà rốt này. Ê, con heo ăn để ý là cái con ơi. Cho con heo ăn gì? Ê, gì này? Có heo ăn hoa quả anh. Cho con lợn ăn giò vàng ấy. À, anh Hưu em tặng anh cái này. Anh em tặng anh nè. Cho heo ăn trái cây thì nó đẩy ra phân. Còn cho ăn thịt thì nó đeo bệnh. Đấy, em tặng anh. Đá chết cu lì ra. Mày dám tặng anh cứt ở thằng này. Vãi, con lợn chảnh vãi, không ăn ấy. Anh em nghe nhà không? Không gì à, không ăn. Anh cho cả đốt. Có mạng nhện không em? Cái có 7 cái. Cho anh đi, anh chế cần câu vậy. Anh chỉ thích anh chỉ thích cần. Ok. Này, cần câu mỗi thằng cái à. Đấy, cho cùng đi. Câu ở đâu anh? Mày bật bản đồ thấy những cái chỗ nào mà có hồ ấy. Đi ra đấy rồi. Coi gần đây có không? À. Cứ mở rộng một cái chỗ này ra trước đi. Mở rộng coi có không ta. Đi chỗ gần. Mày đang auto tum mà mày sắp mùa đông rồi.
qua mình chơi là mình thứ 8 vẫn còn tìm dầu á, giờ có nhà rồi. Thức ăn này cu li đâu đâu anh đâu u ngon đại thôi anh ăn đây mồng nồng 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 à anh bây giờ em chế đồ này đã chiều em ơi anh lại thấy à anh ảo tưởng nào đã ảo tưởng suốt vậy hả héo thì anh mới đi nhặt hoa từ nãy mà anh mới nhặt hoa từ nãy rồi cay không? Chào lợi, I love fan. I love fan. Anh Đức ơi mày ping kiểu gì ấy, ping ping ấy. Thế cái cây xương rồng này được gì không hả em? Xương rồng để ăn, ăn như là tăng não. Ô, thế á? Này, có này. Em không nhớ, anh thử đem về nướng đi. Đem về nướng ăn thử đi. Sanity trừ 5 này. Anh nướng lên, đem về nhà nướng. À, không được. Anh thử coi. Ông Mercy mất 4 cả vũ khí vậy. Ui, lên này em ơi. Ui, shit. Não phải không? Có, mua lên 15 não, mãi lìn hơn cả nhặt hoa nữa. Đấy, anh làm nào ấy? Xương rồng ngon mà. Anh đi ăn xương rồng đây, bye bye Tuli. Nó có mập cây này. Em ăn vừa, em ăn vừa. Chỗ mình sống là lý tưởng luôn, có cạnh sa mạc, xương rồng không à. Giờ mất máu ấy. Mercy đâu? Ơ, anh đâu? Vừa cầm trượng của Mercy ngoài anh nhặt đúng không? Cái, không. Mấy cái bụi lăn lăn. Anh check lại đi, anh check lại đi. Ở đây, anh có đồ rồi. Anh ngồi xin đi. Lượm mấy cái bụi. Anh dùng được. Dùng nha, dùng nha. Anh đến gần mấy cái bụi anh giữ cái nút spay. Được, 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 được. Có đồ á. Ờ ông vẫn xin mất đồ này. Đồ hiếm. À đâu không được em ơi. Được mà, đó. Heo. Ờ không được, phải Mercy cơ. Không được. Đây, đây tôi cầm. Chạy đây. Anh cầm mẹ cái trượng của con Mercy em ạ, đét vãi. Đau ấy. Ui đâu mẹ, xương rồng mẹ mất mất não mà. Mày hâm mà, về nấu cơ. Vậy à, mình cầm trượng của Mercy ạ. Về đây nhé. Anh hiểu có hoa không? Cho em xin mũ mũ hoa. Đây mũ hoa đây. Này. Nhất mày nhất Uli nhá. Uli mẹ chơi sướng, còn đây anh em hỗ trợ chậm. Cái kia anh lấy của Mercy. Ui mẹ, ui lên não mẹ phê đi. Lên não. Ô cái con này, con pet này, pet này. Pet đâu? Pet đâu? Đâu? Ông cầm mắt nó rồi, ông cầm mắt nó. Con pet à? Đặt mắt xuống anh em. Đức có con pet à? Hay ấy, cho anh ấy. Đâu, anh Đức mẹ vứt cái mắt nó ở nhà đi, cho đứng ở nhà thôi. Cầm cái mắt nó đi theo ấy. Pet của thằng ngũ quen à? Phải ông giấu bố cái mắt ở đâu rồi? Tử heo. Ơ con pet đâu về đâu? Sao ông Mercy lâu thế mẹ? Ngũ quen là ông nào đấy? Ui ôi Mercy ông chạy kìa. Này cú lì có gì ném cho kia cái trượng nhá. Vâng. Đấy, anh đi đây. Anh đi chặt hoa đây mà sợ quá. Chết phải không 35%. Gần tối anh ơi. Ừ gần tối mẹ. Đó đó. Có dùng kiểu gì anh Hiếu? Dùng kiểu gì? Chuột phải. Trời ơi sao. Mẹ không lên. Có Mercy luôn. Mercy phế rồi. À đang phát bét anh ơi, cái này là có hòm. Còn chung. I don't poop in cam. Phải. I don't poop in cam. Này vàng này em ơi, vàng này ấy. Chế mày. Này coi nè. Phải vật này, cho làm cái đồ quá mày ăn chết đấy. Phôi thịt khô nè. Anh chơi game sinh tồn anh biết cái này phải không? Cái này nè. Đâu? Đây đây coi nè. Phôi thịt nè, đó. Đâu? Cái nào? Họ đợi một thời gian nó khô ạ. Ôi anh ấy mẹ, anh giấu mẹ. Ui, cái ai treo ở đây à? Quá mày.
để đấy đấy đi, đang đang treo để nó thành ấy. Vâng ạ. À. Anh treo để nó thành gì? Để nó thành thịt. Nó đang ăn ở đây. Ui, mày ăn mày. Ui mày. Anh cầm gì anh đấm ấy? Anh đấm hay không? Anh cầm tay anh đẩy. Ui, con đấm phải anh, nó mỏng ở đây nè. Mai nãy giờ chưa hồi sinh đó hả? Vãi, năm khu sắp chưa hồi sinh nữa. Vãi. Ai? Mày ăn được thối đi xong lát có người hở máu giùm. Ui tụt tụt não mày. Ồ, mày giết người. Anh có nhiên liệu anh tạo thêm nồi đi nè, anh tạo cho. Ôi trời, sao khu vàng làm máy cấp 2 đi. Hai cái nồi vàng luôn trong này này. Cái ông này nãy giờ không hồi sinh à? Mãi. Ăn mà giảm não á. Đồ. Thế trông cũng quen bằng máy vừa ấy. Cái Marble được gì không em? Marble mốt là làm giáp mạnh. Spider Clan thì sao? Cái đó họ bảo. Anh em thấy em mặc áo đỏ không? What the fuck? Hồi đi xuống đá đây. Có. Ôi thế em lag à? Em chả thấy em mặc cái gì. Ui, cứ có trời nè. Ngon. Ui mày ai có qua kìa. Anh chả có luôn, nãy giờ anh chưa được luôn. Nãy giờ anh chưa được cái gì. Ông Úc gian được hơi cái máy này. Ta bảo lại có bị làm sao nhỉ? Em lấy đồ ăn nhà nhá. Ừ. Mà ai lấy xương rồng mỗi lần đều bị thương em ạ, đau vãi. Bị thương nhưng mà về nhà hồi máu, Mercy. Nhưng mà Mercy đã dậy đâu, động. Sao vậy, không đi hả? À, chết rồi. Chết mẹ. Mercy yếu lắm anh ơi. Ơ, chết rồi. Tí à. What the fuck? Thoát ra mất bố được slot. Mất slot à? Ai ở máy thoát? Ở hầm. Quá, em bị lag. Đau quá. Cái động xác của ai đây? Ui, con gì đó đuổi anh, ui. Yeah. Ui, con... Ôi, lên. Con chuồng chuồng quá. Con gì chạy nhanh lắm em ơi. Chạy đi, chuồng chuồng à. Có đánh không? Anh cũng đuổi nhau. Có đuổi. Quái lìn. Đây, cầm cho. Mày nè. Chết mẹ luôn. Cho nó cái này anh đi đánh nhau với chó đi. Từ để anh anh nướng thịt lên xong rồi cho nó đánh nhau với chó. Oh my god. Holy shit.